Thưa quý vị, ngày 19 tháng 4, quận Thốt Nốt đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt đã chủ trì hội nghị. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã nâng cao nhận thức về vị trí tầm quan trọng của việc nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn lao động sản xuất, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo động lực để tiềm lực khoa học công nghệ của quận ngày càng phát triển. Từ năm 2012 đến nay, quận Thốt Nốt đã triển khai thực hiện 13 đề tài dự án khoa học và công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực nông nghiệp, y dược, khoa học xã hội, đã tổ chức nghiệm thu 12 đề tài dự án, một dự án tạm dừng thực hiện vì những lý do khách quan. Các dự án đều mang tính mới, có khả năng ứng dụng cao vào thực tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe người dân. Kết quả của các dự án đều được chuyển giao cho các đơn vị có liên quan để ứng dụng vào đời sống sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân.